hãng xe Hyundai Motor và Kia Motor của Hàn Quốc đã đồng ý trả 395 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện do khách hàng tố cáo các công ty này phóng đại mức độ tiết kiệm nhiên liệu. Hãng Hyundai cho biết trong một thông cáo rằng họ sẽ trả 210 triệu đô la Mỹ cho những người đã mua mẫu xe từ năm 2011 đến năm 2013 bị ảnh hưởng bởi chỉ số xếp hạng này. Trong khi đó, Kia Motor cho biết trong một thông cáo khác là sẽ trả cho khoảng 300.000 chủ xe với tổng số tiền khoảng 185 triệu đô la Mỹ. Tại thị trường Mỹ, hai hãng Hyundai và Kia, những hãng xe hơi lớn nhất nhì Hàn Quốc đã xin lỗi vì phóng đại mức độ tiết kiệm xăng và xuất thẻ debit để bồi thường cho các chủ sở hữu của khoảng 900.000 chiếc xe hơi và xe tải hạng nhẹ tại Mỹ. Cả hai đều muốn việc này không bị thổi phồng, bởi đây là thời điểm họ đang chuẩn bị tung ra một sản phẩm mới. Trong khi cả hai hãng Hyundai và Kia đều cho đây chỉ là vấn đề kỹ thuật, thì yếu tố tiết kiệm xăng lại là chỉ số quan trọng đối với người tiêu dùng. Chỉ số chứng khoán của Hyundai Motor giảm 0,9% trong phiên giao dịch sáng tại Seoul, trong khi chứng khoán Kia Motor giảm 0,2%.